cái điều đầu tiên mà em ấn tượng nhất ở anh Phúc là không phải là anh hát hay hay là anh nổi tiếng mà là đối với con của em á, thì anh cũng thương ừ. anh thương con và anh sẽ anh sẽ đó là một đứa trẻ và anh anh gần gũi một đứa trẻ để cho nó cảm thấy là nó nó an tâm khi ừ. ở bên ảnh ừ. thì từ những cái đó mà em cảm thấy rằng là em chọn <laughs> là vì anh thương con em thật ra anh Phúc vì là một anh. người như chia sẻ ảnh là một người sống tình cảm Đúng rồi. À, cho nên là có lẽ là cái điều đó À, anh cũng thích kiểu quan tâm và thể hiện đối với người khác và bản thân hai người thì lại có cái điểm chung ở đó cho nên là mới dễ gắn kết và thấu hiểu nhau